Ê em gì á? Đừng đi vô trong nha. Rồi giờ chân bên trái. Gọng ra em ơi, gọng ra nữa, gọng chân ra nữa, gọng thêm nữa. Ừ, gọng ra nữa. Phải. Chụp hình xong rồi dán hán là gì em? Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Phú Đen Đồng Tháp. Nhân dịp Tết đến xuân về, cũng xin thay mặt toàn thể anh em trong trang trại ở Phú Đen Đồng Tháp chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều thắng lợi. Và bà con nào muốn phát tài thì hãy nuôi ốc. Nếu bà con nào mà có nhu cầu muốn mua con giống thì hãy liên hệ với trang trại bên em. Bên em sẽ hỗ trợ bà con về kỹ thuật cũng như con giống và hỗ trợ đầu ra. Thì hôm nay nhân dịp em đi tham quan đường Hoa Xuân ở thành phố Cao Lãnh thì em cũng giới thiệu đến bà con về cái vẻ đẹp của đường hoa này. Thì cái đường Hoa Xuân ở thành phố Cao Lãnh này là nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, có chiều dài là 300m. Đường Hoa Xuân này nằm trong cái khuôn viên của công viên Văn Miếu. Thì cái công viên Văn Miếu là nó rất là nổi tiếng ở thành phố Cao Lãnh. Thì đó là một cái địa điểm cho nhiều bà con tập thể dục buổi sáng cũng như vào buổi chiều thì các bạn trẻ thường ở đây hóng gió. Nói chung là check in đồ, hẹn hò đồ ở đây. Thì ở Đồng Tháp và thành phố Cao Lãnh thì ai cũng biết được cái công viên Văn Miếu, buổi chiều thì rất là đẹp. Thì ở cái đường qua Cao Lãnh này là nó được thiết kế với những cái vật liệu tự nhiên như là tre, lục bình, đặc biệt là sen. Sen thì ở Đồng Tháp có rất là nhiều sen. Bà con đi đâu thì cũng thấy được sen.
Sen là một cái biểu tượng ở cái thành phố Cao Lãnh. Thì ở Đồng Tháp có một cái khu vui chơi giải trí là chuyên về sen, đó là Đồng Sen, rất là đẹp. Ở cái đường Hoa Sưng này là ngoài việc tham quan hoa thì còn có các cái trò chơi giải trí nhân gian như là chọi gà, chọi chim, nghệ thuật đường phố. Thì có cái chọi chim rất là hay. Ở đây có rất là nhiều hoa nha bà con. Hoa này được đem từ cái làng hoa Sa Đéc á. Ở giờ tập sau em sẽ giới thiệu với bà con về cái làng hoa Sa Đéc, cũng là một cái địa điểm tham quan rất là nổi tiếng. Dịp Tết thì hoa rất là nhiều. Làng hoa Sa Đéc thì ở cách đây tầm khoảng 20 đến 25 km. Thì dịp Tết này có rất là nhiều đôi bạn trẻ đến đây, đến cái đường hoa chụp hình, diện áo dài đỏ rất là đẹp. Bước song hành luôn. Này là tập rồi thì sao mà hai đứa bước song hành luôn nè. Rồi thấy không? Chỉnh luôn á, chỉnh không cần chỉnh luôn. Được. Được đấy hai em. Nói chung là đẹp đó. Chung là em thì đi tham quan vườn đường hoa sưng, nhưng mà chủ yếu là ngắm, em thích ngắm cỏ nhiều hơn, cỏ dại á. Nói chung là ở đây thì rất là nhiều cỏ dại, hoa thì em thấy cũng nhiều nhưng mà đặc biệt là cỏ dại thì nhiều hơn. Nói chung là rất là đẹp đó, tuyệt vời. Em thì chưa có vợ nên em thích ngắm cỏ lắm. Cỏ là cỏ, ở đâu có cỏ nhiều là em thích à. Cỏ thì cũng cắt cho ốc ăn cũng được. Đây có lúa nè, lúa này chắc nó nhổ ngoài đồng vô đây. Hy sinh luôn, hy sinh vì nghệ thuật. Lúa rất là đẹp nha mọi con. Cái này là chụp selfie, chụp cảnh là tuyệt vời. Cúc mâm xôi, quá đẹp. Thì mỗi năm vào dịp Tết thì ở thành phố Cao Lãnh đều có một cái đường hoa. Nó sẽ mở cửa từ 29 Tết cho tới mùng 5 Tết Nguyên Đán. Ở đây có nguyên 4 con chuột luôn nè. Rồi, tạo dáng chụp hình luôn. Ê em gì á? Đừng đi vô cổng nha. Rồi, giơ chân bên trái. Rộng ra em ơi, rộng rồi nữa, rộng chân lên nữa, rộng thêm nữa. Ừ, rộng ra nữa. Phải chụp hình xong rồi dán hán là gì em. Bốn con chuột này tạo hình từ lục bình nha bà con, khá là đẹp đấy. Nói chung là các cái nghệ nhân ở đây tạo hình các cái sinh vật rất là đẹp, sôi động, gần gũi với thiên nhiên, để sử dụng các cái chất liệu mà có ở địa phương ở Đồng Tháp. Hiện tại giờ này thì cũng 3 giờ chiều nên cũng còn khá là nắng. Thì tầm khoảng 3, từ 3 giờ chiều này tới khoảng 10 giờ đêm thì khách tham quan rất là nhiều. Chung thì em quay cũng ban ngày, chứ nếu ban đêm thì khó quay lắm, ban đêm nó thiếu ánh sáng. Rất là khó quay. Nên em tranh thủ đi vào buổi chiều đây. Quay khung hình cho nó đẹp, ban ngày ngắm cỏ cho nó rõ, chứ ban đêm thì nó cỏ nó không có được đẹp.
cỏ dại nha bà con. Đây là cái hình sen nha bà con. Cái biểu tượng này của thành phố Cao Lãnh đấy. Bà con đi lên thành phố Cao Lãnh thì sẽ thấy được cái biểu tượng sen này. Biểu tượng sen này rất là đẹp. Nói chung là tạo hình không biết bác nào mà nghĩ ra cái tạo hình này cũng tuyệt vời đấy. Tạo hình sen. Đây cũng có chuột nè. Thì năm nay là năm con chuột nên sẽ được tạo hình con chuột khá là nhiều. Ở năm trước thì tạo hình con heo thì nhìn nó cũng dễ thương hơn. Con heo nó mập, nhìn tạo hình cũng đẹp lắm. Em thì heo chuột gì em cũng thích hết á. Chúng mà khá là đẹp đấy. Nếu mà đôi nào mà có chụp hình cưới thì ra đây chụp cũng rất là đẹp. Hôm trước thì em thấy có một số đôi là ra đây chụp hình cưới rồi. Rất là tuyệt vời. Trái tim luôn, xuân 2020 khá đẹp. Có hình linh vật của con bông hoa sen luôn nè. Có dại. Đẹp quá em ơi. Đi đâu thế em? Rồi đi luôn rồi, thôi bỏ đi. Nói chung là cỏ khó ăn lắm rồi em. Ở đây có tạo hình trái tim. Tạo hình hai trái tim này rất là đẹp á. Màu đỏ luôn. Thì đây là cái cổng cổng vào nha bà con. Hồi nãy là đầu đằng kia là cũng cổng vào. Đây cũng là một cái cổng vào. Đây chắc là cổng chính nè, còn cổng còn lại là cổng phụ. Và ở đây có một cái chú chuột rất là đẹp. Nói chung là cái tạo hình của chú chuột này rất là dễ thương. Em mới thích chú chuột này đấy. Chú chuột này là chú chuột này là học sinh nè. Đây nhìn dễ thương lắm, hai cái lỗ tai kìa. Nãy giờ mà thì em thích nhất là cái chú chuột này đây. Nhìn khá là dễ thương đó. Đây là toàn cảnh cổng vào nha bà con. Hồi nãy thì em quay từ cổng ra tới cổng vào. Tại vì nó ngược nắng nên em phải quay từ cổng kia ra. Nếu quay từ ngược lại từ cái cổng này thì nó lại chói nắng quá. Rồi thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Nếu bà con nào mà thấy hay thì cho em xin một nút like. Và nếu mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh. Và nếu bà con nào mà muốn có nhu cầu nuôi ốc bu đồng mình thì hãy liên hệ với trang trại bên em sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình và cung cấp con giống, hỗ trợ đầu ra cho bà con. Em cũng xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.